Xin chào tất cả các bạn đã đến với Tennis Shop. Và như các bạn đã có thể đọc qua cái tiêu đề thì đã biết sản phẩm hôm nay chúng ta nói đến đó chính là sản phẩm gì rồi đúng không? Đó chính là Volcanic Clay phiên bản 4. Và chúng ta cùng tìm hiểu xem liệu bản nâng cấp này sẽ đem lại chúng ta những gì, nó tốt hơn hay nó tệ hơn những phiên bản trước nhá. Như một số bạn đã biết thì Volcanic Clay đã du nhập vào đất nước chúng ta từ khoảng năm 2016-2017. Với những phiên bản đầu tiên đó chính là cái phần vỏ hộp màu trắng, cái phần label được dán lên. Chất sáp ở thời điểm đó nó vô cùng cứng và rất khó để có thể đánh tan và sử dụng lên mái tóc. Nhưng rồi chúng ta cũng đã có những phiên bản 2, phiên bản 3. Ở những phiên bản này chúng ta đã được nâng cấp lên chất sáp mềm mại hơn, mùi hương được làm nhẹ nhàng đi khá là nhiều. Bên cạnh đó thì cái việc đánh tan cũng như apply lên mái tóc trở nên một cách vô cùng là dễ dàng. Như ở đây mình đã có phiên bản 3 thì chúng ta hãy cùng thử so sánh xem phiên bản 4 và phiên bản 3 nó sẽ khác gì nhau nhá. Đầu tiên đó chính là phần thiết kế, thì như chúng ta có thể thấy ở đây, phiên bản 4 nó sẽ không khác một chút nào với phiên bản 3 cả. Có thể cái phiên bản 3 đã thành công quá lớn rồi cho nên nhà sản xuất không muốn thay đổi quá nhiều về cái phần thiết kế, mà chủ yếu chúng ta sẽ có những thay đổi cực kỳ ấn tượng về cái phần chất sáp cũng như công dụng và hiệu năng của sản phẩm này. Ok, thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những thay đổi về chất sáp của phiên bản 4 này nhá. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy chất sáp của chúng ta đã được thay đổi từ cái màu trắng đục, bây giờ đã trở thành màu nâu rồi. Tiếp đến đó chính là cái phần chất sáp của sản phẩm. Đây là một cái thay đổi cực kỳ ấn tượng của sản phẩm V4 lần này. Chúng ta sẽ có một chất sáp mềm mại hơn, cái việc đánh tan cũng là sử dụng lên mái tóc không hề gặp một chút khó khăn nào cả. Và ngoài ra độ kết dính của sản phẩm này cũng tăng lên khá là nhiều, và từ đó cái mái tóc của chúng ta sẽ được định hình lâu hơn và cái khả năng giữ nét thời gian của sản phẩm cũng sẽ tăng lên khá là nhiều. Đây là một trong những thay đổi mà mình cảm thấy vô cùng ấn tượng của phiên bản 4 lần này. Ngoài ra được với một chất sáp mềm mại như thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ có một cái khả năng kiểm soát mái tóc cực kỳ tốt, khi mà các bạn có thể thoải mái định hình các cái mái tóc của mình cũng như là cái kiểu tóc của mình sau khi vuốt tóc lên. Mà đây là một đặc điểm tất cả các phiên bản trước đều không có. Bên cạnh đó thì cái khả năng hút dầu cũng như là tạo kiểu lại cho mái tóc sau khi đội mũ bảo hiểm cũng sẽ được nhà sản xuất giữ nguyên. Không những giữ nguyên mà còn tốt hơn rất là nhiều nữa, cho nên đây cũng là một trong những cái đặc điểm mà mình cảm thấy vô cùng ưng ý đối với sản phẩm và cũng như là bản cập nhật lần này. Như các bạn đã biết thì đối với các sản phẩm V1, V2, V3 trước đây khi mà chúng ta vuốt cũng như là sử dụng lên mái tóc ấy, thì cái độ rít của sản phẩm là một trong những cái điều làm chúng ta khó chịu đúng không? Nhưng mà ngược lại hoàn toàn đối với các sản phẩm V4 ở thời điểm hiện tại thì cái độ rít đó hoàn toàn biến mất. Mái tóc của chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng là dễ chịu khi mà chúng ta apply cũng như là sử dụng lên mái tóc. Cái độ rít sẽ biến mất, tránh các tình trạng như là đứt tóc và gãy rụng tóc. Tiếp đến sẽ là khả năng gội rửa của sản phẩm này. Như chúng ta đã biết thì đối với các sản phẩm V1, V2 và V3, chúng ta sẽ rất dễ dàng để vệ sinh cũng như là tẩy rửa sản phẩm sau mỗi lần chúng ta sử dụng cũng như apply lên mái tóc. Và ngược lại hoàn toàn đối với sản phẩm V4 này thì dường như nhà sản xuất đã cho thêm một chút gốc dầu vào để chất sáp của chúng ta có thể mềm mại hơn, thì chính từ đó cái khả năng gội rửa của chúng ta trở nên vất vả hơn khá là nhiều. Nhưng cũng sẽ không quá khó khăn để các bạn có thể gội rửa sản phẩm này đâu nhá. Các bạn có thể thoải mái vệ sinh sản phẩm chỉ bằng 1-2 lần gội, thậm chí là với nước cũng sẽ không làm sao cả. Nhưng mà mình khuyên các bạn nên sử dụng một chút dầu gội để có thể loại bỏ toàn bộ đi các cái sản phẩm dư thừa. Và một trong những cái đặc điểm cuối cùng mà mình muốn đề cập đến trong bản cập nhật lần này đó chính là mùi hương. Thì đối với các sản phẩm ở phiên bản trước như là V3 thì mùi hương của sản phẩm V4 này đã được làm đậm hơn khá là nhiều, và nó sẽ giúp chúng ta có một cái mùi hương chanh khá là nhẹ. Nó làm cho chúng ta có một cảm giác tươi mới cũng như là khỏe khoắn hơn sau mỗi lần sử dụng. Và ngoài ra thì đối với những nơi mà chúng ta đi đến và chúng ta sẽ xuất hiện ý, thì chúng ta sẽ thu hút được khá những cái ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Và tất nhiên rồi, đó chắc chắn sẽ là những cái sự chú ý mang chiều hướng tích cực. Và đó là một vài đặc điểm mà mình muốn đề cập đến trong cái phiên bản cập nhật lần này của Volcanic. Và nếu bạn nào đã sử dụng rồi mà cảm thấy mình đang thiếu cái vấn đề gì thì hãy để lại dưới phần comment để mình có thể thu thập thêm cũng như là chúng ta cùng nhau trao đổi nhá. Và nếu các bạn lần đầu đến với Tennis Shop, hãy nhớ để lại một like, subscribe, bên cạnh đó hãy nút chuông để theo dõi những video mới nhất. Và ngoài ra nếu bạn nào muốn mình review bất kể sản phẩm gì hay phân biệt bất kể sản phẩm gì, hãy để lại dưới phần comment, mình sẽ trả lời toàn bộ. Xin chào và hẹn gặp lại.